Hương tiết lộ tên ba nghệ sĩ ghét nhất trong showbiz. Nhận được câu hỏi kể tên ba nghệ sĩ nữ mình công thích trong showbiz, Việt Hương mau chóng trả lời khiến khán giả bất ngờ. Tối ngày 1 tháng 10, tập 2 trong chương trình Game Show với sự tham gia của ba khách mời, nghệ sĩ cải lương Thanh Hằng, nghệ sĩ Hoàng Sơn, Lê Giang. Ở thử thách đầu tiên, hỏi nhanh đáp thật, ba khách mời bắt cặp với ba nghệ sĩ chủ nhà để thay phiên nhau đặt ra câu hỏi và trả lời. Đến lượt chơi của mình, nghệ sĩ cải lương Thanh Hằng đặt ra câu hỏi: "Em hãy kể cho chị biết ba nghệ sĩ nữ mà em không thích." Suy nghĩ trong giây lát, Việt Hương nhanh nhảu trả lời Thanh Hằng, Lê Giang và Trấn Thành khi giả gái. Câu trả lời khiến tất cả mọi người trong trường quay bất ngờ. Được biết, câu trả lời của Việt Hương trong tình huống này là một câu trả lời khéo léo để tránh mất lòng bất kỳ ai. Tuy nhiên, nó không thỏa mãn được sự tò mò của khán giả. Việt Hương tiếp tục bị nghệ sĩ Thanh Hằng đặt ra những câu hỏi khó khi yêu cầu kể tên ba nghệ sĩ thật xấu của bố chồng. Để tránh bị phạt, Việt Hương trả lời: "Ngày bà thật xấu đó là hát to hay luyện thanh lúc 4 giờ sáng hay quên gội đầu." Trả lời xong câu hỏi, Việt Hương ngay lập tức gửi lời xin lỗi bố chồng trên sóng truyền hình. Những câu hỏi mà ba nghệ sĩ chủ nhà được khách mời đặt ra cho nhau đã vô tình tiết lộ đời tư của nghệ sĩ Hoàng Sơn đã từng ngoại tình 3 lần và nụ hôn đầu tiên của nghệ sĩ Thanh Hằng. Những bộ phận tiếp theo của nghệ sĩ Lê Giang muốn sửa. Phản ứng của sao Việt khi thấy Hồ Vĩnh Khoa đám cưới đồng giới cùng bạn trai soái ca. Nhiều sao Việt đã gửi lời chúc mừng đến Hồ Vĩnh Khoa khi biết tin anh tổ chức đám cưới cùng bạn trai đồng giới. Sau thời gian úp mở về chuyện tình cảm, chiều ngày 2 tháng 10, Hồ Vĩnh Khoa đã chính thức đăng tải hình ảnh đám cưới cùng bạn trai trên trang cá nhân. Cả hai thoải mái hôn môi trao nhẫn cưới khiến người hâm mộ vô cùng ngưỡng mộ. Hồ Vĩnh Khoa và bạn trai quốc tế tên Ronny Rosas. Dưới sự chứng kiến của chủ tọa, cặp đôi chính thức về chung một nhà. Được biết, bạn đời của Hồ Vĩnh Khoa tên là Ronny Rosas, hiện đang là người mẫu quốc tế, mang trong mình 5 dòng máu Trung Quốc, Mỹ, Philippines, Tây Ban Nha, Thái Lan. Gia đình hai bên đều có mặt tại đám cưới như mơ của Hồ Vĩnh Khoa diễn ra tại bãi biển Hawaii. Ngay sau đó, nhiều sao Việt như Băng Di, Trần Đại Nhân, Tú Vi, Cao Thái Sơn nhanh chóng gửi lời chúc mừng hạnh phúc đến cặp đôi. Tất cả bạn bè, người thân đều chúc nam diễn viên Hot Boy nổi loạn hạnh phúc bên bạn trai soái ca người Thái Lan. Cao Thái Sơn chúc mừng Hồ Vĩnh Khoa. Nam ca sĩ Dương Phạn cũng nhanh chóng để lại lời bình luận chúc mừng anh Khoa. Nữ ca sĩ Phan Lê Ái Phương có vẻ khá bất ngờ với thông tin đám cưới của bạn thân. Đạo diễn Vũ Ngọc Đăng, người đã giúp nam diễn viên đến gần hơn với công chúng, chúc cho cặp đôi trăm năm hạnh phúc. Diễn viên Tú Vi cũng gửi lời chúc mừng đến cặp đôi. Ngọc Sơn Minh để lại bình luận thích quá, ước mơ của nhiều người mà anh đã làm được rồi. Người mẫu Lê Thúy cũng như nhiều anh em nghệ sĩ cũng gửi lời chúc mừng. Siêu mẫu Kha Mỹ Vân dù đang miệt mài trên các sàn diễn quốc tế nhưng vẫn không quên chúc mừng người anh. Vũ Khắc Tiệp chia sẻ niềm vui với Hồ Vĩnh Khoa. Đỗ Mạnh Cường cũng cầu chúc người em luôn hạnh phúc. Là người em khá thân thiết với nam diễn viên, Băng Di không quên chúc mừng niềm vui của anh. Nam ca sĩ Trần Đại Nhân chia vui cùng đàn anh trong nghề. Danh hài Hoài Linh đến từ biệt nghệ sĩ Khánh Nam lúc 1 giờ sáng. Sau 2 ngày bận rộn cúng lễ giỗ tổ nghề tại đền thờ Tâm Linh Việt ở quận 9 thành phố Hồ Chí Minh, danh hài vội đến viếng đồng nghiệp giữa đêm mưa gió. Hoài Linh đến viếng diễn viên Khánh Nam giữa đêm mưa, nam danh hài khiến mọi người xúc động vì đến từ biệt đồng nghiệp giữa đêm mưa. Hơn 1 giờ sáng ngày 2 tháng 10, Hoài Linh đến viếng nghệ sĩ hài Khánh Nam tại đường Giả Tưởng, quận 8. Khánh Nam qua đời sau 2 ngày nhập viện vì bị xuất huyết não. Nam danh hài từng cộng tác với Khánh Nam trong chương trình Ơn Trời Cậu Đây Rồi. Trời mưa, đêm khuya, lại vừa trải qua 2 ngày bận rộn chuẩn bị lễ giỗ tổ tại đền thờ Tâm Linh Việt, nhưng Hoài Linh vẫn tới từ biệt đồng nghiệp lần cuối. 2 ngày qua, lễ giỗ tổ của Hoài Linh thu hút đông đảo nghệ sĩ và khán giả tới dâng hương tổ nghề.
Anh cho biết rất sốc khi nghe tin Khánh Nam qua đời. Dù biết rằng sinh tử là do trời quyết định, nhưng sự ra đi của Khánh Nam khiến ai cũng buồn. Anh ấy là người hiền lành, sống hết mình vì nghệ thuật, Hoài Linh nói. Nam Danh Hà chia sẻ nỗi đau với con gái nghệ sĩ Khánh Nam. Nghệ sĩ Phủ Thanh túc trực tại đám tang bạn thân những ngày qua, anh từng cùng Khánh Nam diễn hài chung nhóm trong thời gian dài. Hoài Linh xúc động khi nghe những chia sẻ của chị Giang, con gái Khánh Nam. Theo anh, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, nên việc con gái nam nghệ sĩ không gần cha có nhiều lý do, sự xa cách không ngăn cản được tình yêu thương cha con. Đêm khuya nhưng biết Hoài Linh tới viếng nghệ sĩ quá cố, nhiều người dân vẫn chờ đợi để gặp mặt thần tượng. Nam Danh Hài nổi tiếng là người thân thiện, trên đường ra xe về, anh nắm tay chào hỏi và đáp lại tình cảm khán giả dành cho mình. Nhiều khán giả còn tranh thủ xin chụp hình cùng Danh Hài. Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh giản dị đi cúng tổ trước ngày lên đường dự thi Miss World 2017. Hoa hậu Việt Nam 2016 giản dị đi dâng hương tổ nghề tại sân khấu của nữ diễn viên Trịnh Kim Chi. Sáng ngày 1 tháng 10, nghệ sĩ ưu tú Trịnh Kim Chi tổ chức lễ giỗ tổ nghề tại sân khấu kịch của mình tọa lạc tại quận 6, thành phố Hồ Chí Minh. Từ sáng sớm, nữ diễn viên cùng đồng nghiệp và học trò chuẩn bị và sắp xếp đồ để dâng lên tổ một cách trang trọng nhất. Á hậu Việt Nam năm 1994 trang nghiêm với chiếc áo dài thêu hoa họa tiết trống đồng của nhà thiết kế Minh Châu tiến lên sân khấu để thực hiện nghi lễ cúng tổ nghề sân khấu. Giờ phút dâng hương linh thiêng, Trịnh Kim Chi mặc áo dài tiến lên sân khấu. Chị chia sẻ trong thời buổi, sân khấu gặp nhiều khó khăn nên mong có nhiều khán giả đến ủng hộ. Sân khấu của Trịnh Kim Chi thu hút nhiều diễn viên trẻ đam mê nghề diễn. Chị còn mở lớp dạy diễn xuất cùng với đồng nghiệp Vũ Tiến. Đây là năm thứ hai nữ nghệ sĩ thực hiện giỗ tổ tại sân khấu này. Năm nào cũng thế, bà bầu sân khấu Trịnh Kim Chi cũng tổ chức nghi thức cúng vô cùng trang nghiêm và long trọng. Tuy thời gian qua, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh khá bận rộn với việc chuẩn bị kiến thức, kỹ năng cho cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2017, nhưng cô cũng có mặt tại sân khấu Trịnh Kim Chi để dâng hương cúng tổ bằng tất cả sự thành kính. Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh mang trái cây đến cúng tổ nghề tại sân khấu Trịnh Kim Chi. Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh cầu mong tổ nghề giúp mình tỏa sáng ở đấu trường nhan sắc tại Trung Quốc vào ngày 18 tháng 10 sắp tới. Đỗ Mỹ Linh hiện sống một mình ở thành phố Hồ Chí Minh. Cô chia sẻ nhiều lúc cảm thấy buồn vì nhớ nhà, nhưng nhờ sự quan tâm của bạn bè, cô mạnh mẽ hơn. Khánh Ngân là con gái đầu 15 tuổi của Trịnh Kim Chi, hiện cũng tham gia diễn xuất cùng mẹ tại sân khấu và bé Khánh Vi 2 tuổi. Hai chị em có mặt từ rất sớm để cùng mẹ tham dự buổi cúng tổ nghề. Tham dự cúng tổ nghề lần này có sự góp mặt khá nhiều gương mặt quen thuộc như Uyên Thảo, Kim Khánh, Long Nhật, Phi Long, Cindy Thái Tài, đạo diễn Lê Minh, Hữu Tiến, nhà thiết kế Minh Châu. Long Nhật và Cindy Thái Tài cũng đến cúng tổ. Với các nghệ sĩ, ngày giỗ tổ nghề trở thành ngày để họ gặp gỡ và cảm ơn tổ đã che chở để làm được nghề. Hồ Ngọc Hà cực lực chạy sâu để tậu xe hơi 7 tỷ đồng, đại gia đây rồi. Đây là món quà mà nữ ca sĩ đã tự thưởng cho mình sau thời gian miệt mài chạy sâu khắp mọi nơi. Thời gian gần đây, Hồ Ngọc Hà luôn bận rộn với các chuyến lưu diễn nhằm quảng bá cho sản phẩm mới của mình. Sau những thành công nhất định của tour diễn lớp song tại Mỹ, châu Âu, Úc, đêm nhạc lớp song Cả Một Trời Thương Nhớ vừa được phát hành DVD vào giữa tháng 9 qua, cũng vừa được ký nhiều hợp đồng quảng cáo mới, Hồ Ngọc Hà đã tự thưởng cho mình chiếc xe khủng gần 7 tỷ đồng. Nữ ca sĩ vừa có buổi lễ nhận xe mới tại trung tâm sang trọng ở thành phố Hồ Chí Minh. Toàn cảnh chiếc xe hơi trị giá 7 tỷ đồng, con số này đã khiến mọi người cảm thấy choáng ngợp vì độ chịu chơi của Hà Hồ.
Ngọc Hà đã bổ sung thêm vào bộ sưu tập của mình một chiếc xe thể hiện đúng đẳng cấp và không chịu đụng hàng, đến từ thương hiệu Ý nổi tiếng trên toàn cầu, nhưng còn khá mới tại thị trường Việt Nam. Chiếc xe thể thao sang trọng, bốn cửa cỡ trung này là sự kết hợp bậc thầy của phong cách, sức mạnh, sự linh hoạt và tiện nghi thông qua các đường nét thiết kế cá tính và tinh xảo, nhưng vẫn không kém phần trẻ trung, cuốn hút, phù hợp với cá tính của Hồ Ngọc Hà. Được biết, tính đến thời điểm hiện tại, Hồ Ngọc Hà là người đầu tiên tại Việt Nam sở hữu dòng xe sang này. Hồ Ngọc Hà chia sẻ mình thích yêu xe khủng mới bởi những cảm xúc và trải nghiệm mà chiếc xe mang lại. Hồ Ngọc Hà thường xuyên là người tự điều khiển phương tiện cho mỗi lần đi diễn hay đi công việc. Sau khi nhận xe, Hồ Ngọc Hà ngay lập tức đã lái chiếc xe hợp này đến một khách sạn sang bậc nhất tại thành phố Hồ Chí Minh để dự sinh nhật của đàn anh Đàm Vĩnh Hưng. Thời gian gần đây, ngoài các sản phẩm âm nhạc ra, thì Hồ Ngọc Hà thường xuyên xuất hiện trên các trang báo về nghi vấn tình cảm với nam diễn viên Kim Lý. Cả hai bắt đầu thân mật với nhau kể từ sau khi đóng chung MV. Cô và Kim Lý liên tục bị mọi người bắt gặp đi du lịch chung với nhau, thậm chí anh còn hộ tống nữ ca sĩ lưu diễn nước ngoài. Cả hai còn đối ngoại ngọt ngào qua lại trên mạng xã hội. Dù có rất nhiều tình tiết như vậy, nhưng cả hai phía đều chưa có ai lên tiếng thừa nhận rằng mình đang hẹn hò với nhau.